nhé em đừng nhiều hơn sầu, đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Chào tất cả các bác. Ở bên trong clip này em xin ghép một bộ cấu hình gọi là nghe nhạc cổ đỉnh cao các bác nhé. Bây giờ mời các bác cùng thưởng thức chất âm tiếp. Em sẽ để giá trên tiêu đề các bác. Hay quá các bác ạ. Cần giới thiệu các bạn ạ, quá hay luôn. Tuyệt vời quá, em sẽ cho nhỏ nhạc. Em cho nhỏ nhạc một chút các bác ơi. Hay quá, không muốn giới thiệu nữa. Vẫn phải giới thiệu các bác. Trước mắt các bác là đôi loa Sansui FP3500, đẹp tuyệt vời của cửa hàng nhà em. Có một đôi duy nhất các bác. Nói chung là đẹp đến nỗi mà tuyệt vời đấy các bác. Đôi loa này thì trên thị trường giá là 15 triệu rưỡi các bác nhá. Thì bình thường giá những đôi đẹp như vậy nó là 15 ở nhà em là đã là giá tốt rồi. Nhưng hôm nay để các bác giá là 14.500.000 đồng. Gọi là giá bán vui các bác đấy ạ. Nhấn mạnh các bác là đôi loa đẹp xuất sắc luôn, từ dây căng đến loa các bác nhé. Và đôi loa này là đôi loa Sansui, nó sử dụng một con bát 30 hay 33 gì đó các bác, bát rất lớn. Và các bác có thể thấy là tình trạng của loa nó đẹp, gọi là không khác gì các bác mới ở nhà sản xuất mang ra các bác. Từ những cái khoe ốc zin của nó các bác, tất cả những khoe ốc của nó đấy ạ, đẹp tuyệt vời luôn. Và đây là một trong những bộ cấu hình mà các bác nghe nhạc kiểu như vừa nãy các bác, hay những bài nhạc kiểu như bài phút cuối đang mở đi các bác.
nhạc cổ tuyệt vời các bác. Và đôi loa đẹp xuất sắc như mới luôn. Đôi loa này thì là 100W 8 ohm, nó được mệnh danh là đôi loa mắt cáo có tiếng bass uy lực nhất trong những dòng loa mắt cáo các bác, ngay cả những đôi Akai kia không có tuổi với nó các bác nhá. Và giá đôi loa này thì để các bác giá 14.5 là bán giá bán vốn các bác. Những đôi loa này không lời bao nhiêu các bác ơi, đẹp như mới luôn. Và chiếc âm ly Fisher không thể tuyệt vời hơn được các bác. Chiếc âm ly Fisher 550, chiếc âm ly này trên thị trường cũng ngoài 15 triệu các bác. Các bác lưu giúp em ngoài 15 triệu, nhưng em để cho các bác trong video này giá chỉ 13.800, bán đúng giá nhập về luôn các bác, lưu giúp em nhé, nên không mặc cả. Và các con âm ly này nó đẹp xuất sắc cũng như gọi là như không thể tin được nó đẹp như vậy các bác. Từ cái hồi gỗ cho đến tất cả mọi thứ, gông thép thứ nó là zin nguyên bản, đẹp như mới luôn các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn. Từ hồi gỗ, không phải hồi gỗ làm lại đâu. Các bác lưu giúp em đây là hồi gỗ zin, đây là hàng sưu tầm của em. Và những mặt gỗ này, những cái chữ rồi các bác chưa một tí bay màu từ các nút của nó luôn. Và chiếc Mini Fisher này thì các bác giá 13.800, nó là dòng đánh 4 con sò NCE, à RCE các bác, đánh 4 con sò RCE và công suất là 240W, cực kỳ nặng, nặng 16.8 các bác, cực kỳ nặng luôn. Chiếc Mini này thì các bác có thể chơi vào những dòng AR cổ, AR3, AR4 vân vân và vân vân. Hay các bác có thể khai thác những đôi loa mắt cáo như vậy, rất tuyệt vời, tiếng bass dày dặn, ấm áp, trung âm ngọt ngào, đặc trưng của những dòng Fisher Receiver các bác nhá. Và dòng âm ly này là đài FM108, nó là âm ly Mỹ mà các bác. Và bây giờ mời các bác cùng thưởng thức tiếp, tuyệt vời các bác ạ. Các bác lưu giúp em là em đang để ở chế độ đánh bình thường, không có low lớt các bác nhá. Em chưa bật low lớt đâu, em mới chỉ tinh chỉnh ở trên bát tép thôi. Nếu mà đánh low lớt thì tiếng bát nó còn dữ dội nữa. Đôi loa này tiếng bát rất dã man. Và đặc biệt con âm ly này cho ra tiếng bát nó êm tai mà nó không gây mệt. Mà người ta phải dùng từ là bát là mềm các bác, tiếng rất mềm luôn. Các bác để ý từ trung âm đến giải cao lẫn giải thấp, nó rất tuyệt vời. Đây các bác, đang quay video, các bác gọi điện cho em rất nhiều các bác. Đang quay video nhưng rất rất nhiều người quay gọi, bây giờ bọn em không thể alo được. Các bác muốn lấy gì các bác cứ nhắn tin giúp em ạ. À, xin cuối năm rồi cũng sắp hết hàng rồi các bác ơi, nên cuối năm này em sẽ xả cái gì em xả hết cho các bác luôn. Thì các bác chơi Tết, các bác có thể thấy đấy, điện thoại của em liên tục và liên tục, không bao giờ dừng được cuộc gọi các bác nhá. Em sẽ để cái điện thoại này trước mặt ống kính cho các bác xem là tại sao em không alo được các bác, liên tục và liên tục luôn. Nên các bác thông cảm giúp em, hay nhắn tin giúp em. Ví dụ em đang làm việc như vậy thì các bác có thể thấy đấy, điện liên tục luôn. Và đây các bác, các bác có thể thấy là chỉ có chưa đầy các bác 3 phút trước, 5 phút trước đấy ạ, 13 phút trước các bác nhìn thấy nhá. Đây các bác, chỉ cần các bác có thể thấy đây ạ, chỉ cần chưa đầy 10 phút thôi mà của em nó gần đây tin nhắn các bác. Được, các bác lưu giúp em, gần đây tin nhắn thì làm sao mà em đấy có toàn tin nhắn hết đấy ạ. Làm sao mà em trả lời hết được cùng một lúc các bác, nên các bác hãy thông cảm. Các bác nhắn tin em trả lời chậm thì thông cảm giúp em. Đây các bác có thể thấy rằng đây các bác. Đây các bác đấy, không kịp làm cái gì luôn, gọi điện liên tục nên các bác thông cảm, bởi vì là có một số điện thoại mà phải tiếp, các bác có hai số này thôi mà tiếp rất nhiều, nên các bác thông cảm, hãy nhắn tin giúp em. Gọi điện như vậy thì em sẽ rất khó để trả lời các bác. Và bây giờ em sẽ chuyển sang đi vào vấn đề. Đôi loa này các bác có thể nghe rất nhiều thể loại, ví dụ đây em đang mở nhạc Như Quỳnh các bác, hay lắm các bác ạ. Phê ở tai các bác ạ. Tiếng bát nó mềm làm sao các bác. Đôi loa giá là 14.500.000 đồng, giá rất tốt cho các bác luôn nhá. Và chiếc âm ly giá là 13.800.000 đồng, cả bộ cộng lại là 28.300, lấy các bác tròn 28 triệu cả bộ này các bác nhá. Phê lòi mắt luôn các bác, cực kỳ hay. Đôi loa rất to,
nó là dòng khủng long của loa mắt cáo mà các bác. Loa đẹp xuất sắc luôn. Chiêm lý Fisher này các bác có thể đánh vào những dòng loa AR để cho ra chất âm tuyệt vời nữa các bác. Xin nhấn mạnh lại, nếu các bác đánh con âm ly này vào những dòng loa AR cổ các bác nhá, với loa KLH nó cũng ra chất âm, thậm chí nó còn ngọt ngào hơn các bác. Phê lắm các bác. Không muốn tắt luôn các bác. Xin giới thiệu một chút về đôi loa này. Với cái lợi thế của nó là sử dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái đường tiếng như vậy các bác. Thì nó có hai cái con còi các bác nhé. Hai con còi đấy ạ. Hai con còi đây. Nó thực hiện cái giải gọi là cái giải chép gió các bác, hơi thở và những cái giọng gió của ca sĩ các bác, gọi là giải tần siêu cao các bác. Và một con mid chết còi ở giữa các bác, để tạo độ lổi của cái tiếng trung cao các bác, gọi là âm hình ấy. Nó các bác có thể thấy là nó tán những cái rãnh này, không phải là tự nhiên mà nhà sản xuất làm cái rãnh này để cho đẹp đâu các bác, mà là nó để tán âm sắc quyện vào những cái đường tiếng này, ví dụ quyện vào đường trung này, đường trung lồi các bác nhé, và quyện vào cái đường bát này các bác, cái trung trầm ở dưới bát ấy, để nó tạo ra một cái âm hình nổi các bác. Nó cảm giác như chúng ta đang đứng ngay trước mặt ca sĩ các bác, lưu giúp em. Và đôi loa này nó là có cho cái chất âm kiểu theo kiểu đứng ngay trước mặt sân khấu các bác, gọi là âm hình nổi các bác. Và với con hai con trung này nó thực hiện cái giải gọi là cái giải trung cao các bác nhé. Trung cao và trung các bác, nghĩa là không phải trung trầm đâu. Nó cắt ở tại tần số là kiểu như là trung, nó gần đến tép mà cũng gần đến trầm các bác, gọi là trung. Tiếng trung các bác, nghĩa là tiếng giọng trung đấy ạ. Thì là cái phần trung vực của nó rất mạnh mẽ luôn các bác. Cái âm vực các bác rất là mạnh mẽ luôn đôi loa này. Thì các bác có thể nghe thấy cái lời ca sĩ, tí nữa em sẽ mở bài lại cái bài Định Mệnh của cô Thanh Tuyền với chú Tuấn Vũ hát. Cái tiếng đàn guitar điện nó queo 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 các bác, nó rõ từng chi tiết luôn, rất là phê. Và cái bát này nó có hai lỗ thông hơi phía trước này, với cái ưu thế như vậy thì nó cho ra tiếng bát rất là mềm, với lỗ thông hơi thoáng và ngay phía trước này thì nó sẽ tạo ra cái trung trầm nữa, các bác nhấn mạnh nó tạo ra cái trung trầm nữa, nên là khi nghe nhạc đến cái những cái giọng nam trầm ấy các bác, nó cho ra cái tiếng trầm rất mềm, và tiếng bát nó đánh theo kiểu gọn và sâu các bác, rất là êm tai. Nói chung đôi loa dễ nghe các bác nhá. Nói chung là đẹp thì đẹp, đúng là kiểu như thế là đẹp không có gì để bàn cãi các bác ạ. Và đôi loa này bình thường nó giá ngoài 15 triệu thời điểm bây giờ các bác nhé. Các bác có thể tham khảo rất nhiều nơi buôn bán uy tín, người ta bán những cái hàng đẹp như vậy thì không bao giờ dưới 15 triệu. Và với được hàng đẹp như vậy em cũng để các bác giá chỉ 14.500 thôi, giá bán vui các bác. Em sẽ mở các bác thử cái bài Định Mệnh để các bác nghe tiếng guitar điện, nghe là sướng lắm các bác. Các bác để ý kỹ đi ạ. Bài này mà đánh vào bộ này thì nghe không muốn ngủ các bác, nghe sướng luôn. Đấy, tiếng queo 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 các bác. Thôi nhé em đừng nhiều hơn sầu, đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Mấy cái tiếng guitar điện ấy nó queo 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 rất hay các bác nhá. Người bước đi mang nát tan lòng, ai đứng trông theo ngọc vườn, tình yêu mất đi còn đâu.
con mít chép này các bác nghe tiếng ạ. Tiếng guitar điện quá tuyệt vời các bác, nó queo các bác. Nghe tuyệt vời luôn các bác ạ. Nói chung cái này các bác phải trải nghiệm thực tế mới biết được cái tiếng này nó phê thế nào các bác. Còn nghe qua điện thoại nó chỉ được phản ánh ở phần nào thôi các bác nhá. Nó chỉ phản ánh ở phần nào thôi. Đây các bác có thể nghe một đoạn nó hòa âm này các bác. Cái đoạn hòa âm của bộ nhạc cụ các bác nó queo nó sướng luôn các bác. Tiếng tép đánh rất dã luôn, chịch mà êm tai các bác. Đó các bác. Các bác nghe đoạn guitar điện này. Chắc chắn với các bác là những ai đã nghiện cái bài này chắc chắn sẽ nghiện cái đoạn guitar này các bác nhé. Quá tuyệt vời luôn các bác, hòa âm phối khí. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Bộ cấu hình này hay quá, quay mất gần 30 phút rồi các bác. Và đôi loa giá 14.500.000. Đôi loa Sansui SP 3500 các bác nhé. Nó nghe hay lắm các bác ạ. SP 3500 đẹp như mới. Nói chung là tìm thấy một vết thì em tặng loa đấy các bác. Và chiếc âm ly Fisher cũng đẹp xuất sắc luôn. Cũng tìm thấy vết tặng âm ly luôn các bác. Giá là 13.800.000. Tổng cả bộ này là 28.300.000. Lấy các bác tròn 28 triệu. Rồi xin chào các bác. Các bác có thể lấy lẻ các bác nhé. Thôi nhé.